第二百九十六天，day 反应来我只会说几句而已。我只会说几句 R 我只会说几句而已我只会说几句而已.我只会说几句而已. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. 不用刻意去复习生词和课文什么的。Đi sấy cao gót thật mỏi chân，穿高跟鞋真累脚。Không rõ lắm，不太清楚。

亲眼看见，露天。首先，饮桑费，唱歌费。看样子，谁就 thoải mái，舒服。lên người，上身。 liệu có trông béo hay không? Khuẩy bú khuẩy phẳng. Vừa lựa chọn. Căng theo. Xây trông chân ngắn. Khuẩy chán thối toán. Mặc ở trên người. Tran dài sân sẵn ít nhất cần 300 nghìn. Nguyên văn là ít nhất cần 30 vạn. Trừ sáu yào sáng sứ hoàn. Đại thu hoạch. Tả sâu khổ. Trả bạn tiền. Kế nì chén. Hai bạn. Nì mất lẻ. Nì mất lãng cửa. Quá khen rồi. Của chàng lọ. Người Đài Loan. Thái Hoan Rấn. Tổng công ty cử đến. Dùng công sư phải lái. Công việc. Công việc.